các đặc điểm hay là cái nội dung chính của các bước trong quá trình chúng ta tiến hành lập kế hoạch giáo dục sức khỏe, và cuối cùng là trình bày được một cái bản kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe hoàn chỉnh thì gồm có những nội dung gì. Thì đó là một mục tiêu mà cái bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ, trước khi tìm hiểu về những cái nội dung theo mục tiêu này, thì có một cái nội dung mà cô muốn trao đổi với các bạn, đó là khái niệm về lập kế hoạch. Thật ra lập kế hoạch là gì các bạn? Nó là một cái quá trình mà chúng ta sẽ dự kiến các cái công việc mà chúng ta cần làm cho phù hợp với thời gian, với kinh phí, hay nói chính xác hơn là gì? Là chúng ta sẽ dự kiến những cái công việc mà nó phù hợp với cái nguồn lực mà chúng ta hiện tại chúng ta cần có. Và cái nguồn lực bên y tế thường chúng ta sẽ quan tâm nhiều nhất đó là gì? Là nhân lực, con người, thời gian, các trang thiết bị và kinh phí. Làm sao để chúng ta dự kiến những cái công việc mà nó phù hợp với cái nguồn lực mà chúng ta hiện tại chúng ta đang có, và hoặc là nguồn lực mà chúng ta tương lai chúng ta sẽ có, để chúng ta tiến hành làm một cái kế hoạch cho những cái công việc dự kiến sẽ thực hiện ở trong tương lai, và dự tính cái việc nào mà chúng ta nên làm trước, việc nào chúng ta sẽ làm sao, hay là trong quá trình mà thực hiện kế hoạch đó thì có những cái hoạt động hay nội dung nào nó gây khó khăn hay không. Và nếu mà trong trường hợp chúng ta thực hiện cái kế hoạch ấy, mà gặp những khó khăn đó, thì khi tiến hành lập kế hoạch đó thì chúng ta cần phải đưa ra các biện pháp để chúng ta khắc phục kịp thời những cái hậu quả có thể xảy ra trong quá trình mà thực hiện kế hoạch đó, thì tôi gọi đó là lập kế hoạch. Và lập kế hoạch nó là một cái công việc rất là chủ động, cần các bạn phải chủ động trong quá trình mà chúng ta thực hiện hoạt động, chủ động lên kế hoạch, chủ động dự kiến những nội dung chúng ta cần thực hiện, và nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và cái kết quả đạt được khi các bạn làm theo kế hoạch mà mình đã đề ra lúc trước thì nó sẽ, cái kết quả bạn đạt được nó sẽ ở mức độ rất là cao. Và cái việc mà lập kế hoạch nó có một cái tầm quan trọng hết sức rất là lớn, tại vì cái kết quả trong quá trình mà chúng ta thực hiện những cái chương trình giáo dục sức khỏe, và cái kết quả đạt được của chúng ta có cao hay là thấp, nó thường sẽ phụ thuộc vào cái bản kế hoạch của mình mà mình đã đề ra trước đó. Là kế hoạch mình nó đề ra nó có chi tiết hay không, có cụ thể hay không. Và một cái điều rất là quan trọng đó là gì? Là nó xác thực với cái tình hình thực tế hiện tại hay là không. Là một trong những cái điểm mà các bạn thấy là rất là quan trọng khi mà chúng ta muốn đạt được cái kết quả hoạt động của những cái chương trình, đặc biệt là chương trình giáo dục sức khỏe ở đây đạt được kết quả cao nhất, thì chúng ta cần phải thực hiện lập ra một bản kế hoạch. Vậy thì khi mà chúng ta lập bản kế hoạch thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần làm gì? Khi các bạn muốn lập một kế hoạch thì chúng ta cần làm bốn cái công việc sau đây. Thứ nhất là lồng ghép. Lồng ghép cái chương trình giáo dục sức khỏe của mình, cái chương trình giáo dục sức khỏe của bản thân mình đang tiến hành thực hiện. Lồng ghép với gì các bạn? Lồng ghép với những cái chương trình y tế ở tại địa phương và cái chương trình xã hội ở tại địa phương đó. Vậy có một cái câu hỏi đặt ra rằng tại sao tôi phải lồng ghép cái chương trình của tôi với những cái chương trình khác để làm gì? Làm gì? Và mục đích của việc lồng ghép này là để làm gì? Thật ra cái câu hỏi này các bạn, rất là nhiều bạn hoặc bản thân các bạn, hoặc là rất là nhiều nhà mà lập kế hoạch ra, họ cũng đã từng đặt cái câu hỏi đó. Nhưng trong cái thời điểm hiện tại, cái nguồn ngân sách, hay chính xác hơn là bên lĩnh vực về y tế, cái nguồn ngân sách nó rất là hạn hẹp và nó bó hẹp ở một cái khuôn khổ nào đó. Chúng ta không thể nào mà có cái nguồn ngân sách đủ lớn để thực hiện, gọi là sao, lý tưởng quá một cái kế hoạch thực hiện của chúng ta nó quá lớn được, thì thường chúng ta sẽ để tiết kiệm các nguồn chi phí, chúng ta có thể là lồng ghép các chương trình giáo dục sức khỏe của bản thân ta với những cái chương trình y tế ở tại địa phương. Đó là một cái điểm mục tiêu đầu tiên, là mục đích đầu tiên của việc lồng ghép, đó chính là gì? Tiết kiệm được cái nguồn kinh phí
cho quá trình thực hiện cái hoạt động trong đầu tư. Có ví dụ nha, ví dụ như bây giờ các bạn muốn đi du lịch ở một cái địa điểm nào đó ở xa đi, hay là các bạn từ những tỉnh khác lại Trà Vinh, chúng ta đến tỉnh Trà Vinh để chúng ta theo học cái tại trường đại học Trà Vinh. Thì khi các bạn ở xa vậy, nó có rất là nhiều cái hình thức cho các bạn sinh hoạt ở tại Trà Vinh. Có nhiều bạn là lựa chọn là ở dạng ký túc xá, có nhiều bạn là lựa chọn ở nhà trọ hoặc là thuê nhà, hoặc là có nhiều bạn là mua một cái căn nhà luôn. Là gia đình có đủ điều kiện thì có đôi khi các bạn mua cái nhà đó ở tại Trà Vinh, và các bạn ở đây các bạn học trong 6 năm chẳng hạn. Có cái nhiều ý tưởng cho cái vấn đề đó. Và khi ví dụ như bây giờ một cái căn phòng này, dự kiến các bạn mướn một cái căn phòng, hay ví dụ mướn một cái nhà đi ở nhà Trà Vinh, thì tầm giá có thể là lên tới 2,5 triệu, 3 triệu, hoặc là có nơi có thể 4 triệu, tùy nhà nha, tùy vị trí của nhà và nhà đẹp nha, xấu hay nhà mới hay nhà cũ nữa, vân vân. Thì khi đó các bạn thấy, nếu mà chúng ta thuê một cái căn nhà, bản thân các bạn tự bỏ tiền ra thuê thì chúng ta sẽ tốn một cái khoản đó. Ví dụ như giờ căn nhà đó 3 triệu thì một mình bạn thuê căn nhà đó thì dĩ nhiên bạn sẽ tốn 3 triệu. Nhưng khi các bạn lồng ghép, các bạn thuê chung với những bạn khác, ví dụ thuê 2 người, 3 người, 4 người, thì dĩ nhiên cái chi phí để bạn bỏ ra cho thực hiện cái hoạt động mà chính thuê căn nhà đó, dĩ nhiên sao bạn, nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều, tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và bản thân các bạn khi mà thực hiện lồng ghép cái chương trình giáo dục sức khỏe của mình với những chương trình y tế khác, nó cũng sẽ góp phần vậy. Tại sao cô nói cái việc mà tại sao nói tôi lồng ghép cái chương trình giáo dục sức khỏe của tôi với chương trình y tế lại tiết kiệm? Tại vì chúng ta sẽ không cần phải mời đi mời lại nhiều người dân ở trong cộng đồng. Và khi đó các bạn cần phải chuẩn bị quà, cần phải chuẩn bị việc thuê mướn các phương tiện hay là cái cơ sở để các bạn giáo dục sức khỏe, thì nó sẽ tốn một khoản chi phí. Nếu bạn lồng ghép thì dĩ nhiên các bạn sẽ tiết kiệm được một phần chi phí. Đó là mục đích thứ nhất của việc lồng ghép. Mục đích thứ hai đó chính là tranh thủ cái sự ủng hộ của người dân đối với cái chương trình giáo dục sức khỏe của mình. Ủa, có nhiều bạn hỏi là ủa tại sao nó lại là tranh thủ lòng tin hay là cái lòng tin của người dân đối với chúng ta được? Tại vì khi các bạn ở một cái nơi khác, một nơi khác nha, cô ví dụ như ở tỉnh khác, hoặc là các bạn bây giờ các bạn là sinh viên trường đại học Trà Vinh đi, cô ví dụ vậy, các bạn đi xuống ở một cái địa phương nào đó, ví dụ một cái xã nào đó ở các huyện của Trà Vinh, ví dụ Trà Cú, Duyên Hải vậy mọi người, ví dụ đến một cái xã nào đó, thì khi các bạn tiến hành cái chương trình giáo dục sức khỏe, cái mục đích của bạn rất là tốt, muốn nâng cao sức khỏe cho người dân thì gì đó vân vân, nhưng người dân ở đó họ có biết bạn là ai không? Biết không? Không, họ không biết bạn là ai hết. Mặc dù bạn giới thiệu, bạn đeo theo bản tên, bạn đeo theo cái minh chứng tôi là cái người học ở tại trường đó vân vân vân, nhưng một điều là gì, cái sự tin tưởng của người dân đối với bạn nó không cao. Tại sao? Bạn từ đâu đến, bạn nói chuyện với tôi đâu biết bạn đâu. Nhưng mà những người làm cái công tác giáo dục sức khỏe ở tại địa phương, hay là những cái chương trình giáo dục sức, những chương trình y tế hay là chương trình ở tại địa phương đó, họ làm ở đó đa phần là những cán bộ đó bạn, ở tại địa phương đó. Thì người dân họ khi họ tham gia, họ đã quen mặt cái người này, họ đã biết những người này là làm ở công tác địa phương nè. Thì khi các bạn lồng ghép cái chương trình của mình với chương trình địa phương thì họ sẽ bắt đầu tin tưởng. Tôi nghĩ chắc cái người này cũng đang muốn đem lại lợi ích vấn đề sức khỏe cho người dân cộng đồng gì đó, không? Tại vì sao? Tại vì lồng ghép chương trình với địa phương mình thì chắc chắn là cũng được sự tin tưởng và cho phép của chính quyền địa phương thì họ mới thực hiện, đúng không? Đó chính là cái mục đích của việc lồng ghép. Và cái nội dung thứ hai mà chúng ta cần thực hiện khi chúng ta liên thành là kế hoạch, đó chính là gì? Thống nhất. Thống nhất ở đây là thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức truyền thông giáo dục sức khỏe đối với chính quyền đoàn thể, với tổ chức xã hội, với các thành viên ở trong cộng đồng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao tôi phải thống nhất các nội dung, hình thức giáo dục sức khỏe với người dân ở trong cộng đồng để làm gì? Để làm gì? Làm gì các bạn? Để làm gì? Để nhận sự
ủng hộ cũng như là khảo sát ý kiến cái sự chấp thuận nội dung giáo dục sức khỏe của người dân ở cộng đồng ở tại địa phương đó. Thật ra trên thực tế nó có rất là nhiều vấn đề sức khỏe, và có những cái chủ đề chúng ta gọi là chủ đề nó sao ạ, nó mang tính chất rất là nhạy cảm. Nhạy cảm ở đây về mặt gì? Nhạy cảm về nội dung, nhạy cảm về hình thức, nhạy cảm về cái gì? Cái quan niệm đạo đức ở tại từng cái khu vực địa phương khác nhau. Khu vực địa phương khác nhau. Cô ví dụ như là đối với những người mà phương Tây, như người châu Âu hoặc nước Mỹ, Hoa Kỳ thì vân vân, các bạn thấy cái việc mà cái quan niệm của họ về tình yêu đồng giới hay là về vấn đề là quan hệ tình dục trước hôn nhân vân vân, hoặc là cái thói quen sinh hoạt của họ, hoặc là cái quan niệm về vấn đề là khi quen bạn trai, quen bạn trai việc mà share tiền với nhau, hay là những cái quan niệm về vấn đề là khi mà những đứa trẻ nó ở độ tuổi trưởng thành là trên 16 tuổi thì nó có quyền nó ở riêng. Và khi những cái quan điểm đó các bạn đem áp dụng về Việt Nam và các bạn bắt đầu thực hiện cái kế hoạch là các bạn giáo dục sức khỏe về những cái quan niệm hay là cách sống của những cái quốc gia khác về tại khu vực địa phương mình hay ở tại Việt Nam, các bạn thấy những cái quan niệm là sao? Nữ giới nha, thì thật ra chúng ta học bên Y thì chúng ta cũng biết là đối với nữ khi các bạn lập gia đình, các bạn kết hôn, và nếu các bạn có dự kiến mà các bạn là sanh, khi sinh sinh khoảng tầm hai bé thì thường là họ sẽ khuyên các bạn là chúng ta nên sinh trước 35 tuổi. Và nếu các bạn dự kiến sinh hai bé thì thường các bạn sẽ thường nha, có ý định là các bạn sẽ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Và nếu mà vậy thì các bạn phải lập gia đình kết hôn sớm hơn, sớm hơn, tại vì chúng ta phải chia cái khoảng cách giữa bé thứ nhất và bé thứ hai ra, đúng không, để có cái thời gian và cái sức khỏe cũng như là cái ổn định về cái mặt cơ thể của những bạn nào. Còn đối với nam thường các bạn sẽ có quan niệm vấn đề là ổn định về sự nghiệp, sau đó là gì, lập gia đình, kết hôn, sinh con, đúng không? Vậy thì tùy ở góc độ khía cạnh khác nhau mà các bạn thấy cái quan niệm về cái cách sống hoặc là cách nghĩ của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Và những bạn nữ sau này theo nữ giới mà người phụ nữ hiện đại, các bạn có coi một cái khảo sát, không biết cái này các bạn có đọc một số cái khảo sát nghiên cứu không? Thì đối với những phụ nữ hiện đại, cái tuổi bây giờ ở Việt Nam mình cũng vậy thôi mà, là cái độ tuổi của nữ giới lập khi lập gia đình nó càng ngày sao bạn, cái tuổi nó càng cao, tuổi nó càng cao, nhưng mà vẫn có nhiều cái quan niệm của ông bà cha mẹ chúng ta theo thời xưa là sao bạn, là nữ giới nên kết hôn sớm để làm gì, để có người lo lắng, để gì sinh con vân vân, để có thể nuôi con một cách là thuận lợi, đúng không? Thì đối với những cái trường hợp khi mà các bạn đưa những cái quan điểm hay là giáo dục sức khỏe, những nội dung mà nó gọi là không phải không phù hợp, nhưng mà sao bạn, là không đồng thuận với những cái quan điểm của mọi người ở tại địa phương, dẫn đến cái gì đó, sự phản đối, hoặc là đôi khi cái nhận được cái sự gì, cái cản trở của những người địa phương đối với những cái hoạt động giáo dục sức khỏe của bạn. Nên là khi chúng ta tiến hành mà giáo dục sức khỏe ở tại địa phương, một cái địa phương nào đó, thì đầu tiên các bạn phải thông qua cái chính quyền ở tại địa phương đó, sau đó bạn thông qua các tổ chức ở xã hội, cũng như là khảo sát xem cái quan điểm của người dân ở trong cộng đồng về cái vấn đề gì, về cái vấn đề mà chúng ta muốn tiến hành giáo dục sức khỏe, để tránh cái trường hợp khi chúng ta tiến hành giáo dục sức khỏe ở tại địa phương đó nhận lại gì bạn, nhận lại sự phản đối cực kỳ. Ví dụ như là bạn cô năm 2014 có làm một cái nghiên cứu khảo sát về cái vấn đề là cái vấn đề là về việc mà giáo dục
đánh giá cái kiến thức thực hành của những trẻ vị thành niên về vấn đề giáo dục giới tính. Thì trong đó nó có hỏi những cái câu mà gọi là nó hơi nhạy cảm một tí xíu về vấn đề là bạn đã từng quan hệ tình dục hay là chưa, hay là vấn đề là nếu mà bạn đã từng quan hệ tình dục rồi thì trong quá trình quan hệ tình dục đó bạn có sử dụng những cái biện pháp an toàn nào để tránh thai hay không, vân vân. Thì nếu có thì bạn hãy cho biết cái biện pháp đó là gì, vân vân. Thì khi những cái câu hỏi, tại vì câu hỏi đó là liên quan vị thành niên, và học sinh thường đối với vị thành niên là nếu những bạn trong nghiên cứu có một cái quy định này là những bạn mà có độ tuổi đối tượng nghiên cứu dưới 16 tuổi thì bạn phải làm một cái phiếu gọi là phiếu đồng thuận chấp nhận tham gia nghiên cứu của cái người giám hộ hay là cái người cha hoặc mẹ của cái đứa trẻ đó thì bạn mới được tiến hành nghiên cứu trên đối tượng đó. Và bạn cô nó cũng đã làm vậy. Và khi đưa cái nội dung đó, đưa cái khảo sát đó về cho phụ huynh thì nhận lại rất là nhiều cái trường hợp là phụ huynh phản đối về vấn đề là cho con em họ khảo sát, tiến hành nghiên cứu những cái đề tài trả lời những cái câu hỏi như thế này. Tại vì quan điểm của họ là gì bạn? Những cái hỏi này rất là nhạy cảm, và những cái câu hỏi này nó sẽ gợi lên những cái sự tò mò của học sinh và phản đối với việc mà cho con em họ tham gia những nghiên cứu đó. Thì đây cũng là một trong những cái ví dụ mà các bạn sẽ thấy nhỉ? Chúng ta khi tiến hành giáo dục sức khỏe thì chúng ta cần cái sự thống nhất nội dung của mình với địa phương. Và cái nội dung thứ hai, đó sẽ là nội dung thứ ba mà chúng ta khi chúng ta tiến hành làm kế hoạch chúng ta cần là gì? Cần phối hợp. Phối hợp đây là gì bạn? Phối hợp các lực lượng tham gia công tác giáo dục sức khỏe. Thật ra khi nói về giáo dục sức khỏe thì chủ yếu ai là người giáo dục sức khỏe? Chủ yếu bạn ai ạ? Cán bộ nhân viên y tế nói chung, cán bộ nhân viên y tế nói chung. Chúng ta không gọi chung là cái người giáo dục viên được, tại vì bản thân các bạn sau này các bạn làm y, các bạn ra bạn thăm khám, bạn chăm sóc sức khỏe cho người dân thì bạn vẫn có làm cái hoạt động giáo dục sức khỏe cho người dân, tư vấn vân vân. Thì nó một phần nhỏ nhưng mà nó vẫn thực hiện cái hoạt động giáo dục sức khỏe cho người dân đó. Và khi đó ở trong các chương trình giáo dục sức khỏe ở tại địa phương thì các bạn là nòng cốt, nhưng kèm theo đó để thực hiện được một cái chương trình giáo dục sức khỏe thì chúng ta không chỉ là cần ngay là cần cái người cán bộ y tế mà chúng ta cần những cái lực lượng ở ngoài ngành y tế nữa. Cô ví dụ như các bạn ở đây, nếu các bạn đã từng tham gia vào hoặc là đi tiêm vaccine ở ngoài cộng đồng, hay là những bạn ở đây các bạn đã được đi tiêm ở ngoài các cơ sở y tế tiêm vaccine ở ngoài cộng đồng, thì các bạn sẽ thấy người dân đến rất là đông. Và trong quá trình để thực hiện cái buổi tiêm đó, chúng ta cần rất là nhiều lực lượng, bao gồm cả gì? Nhân viên y tế, giấy tờ, phát lo, rồi gì? Hoặc là khám sàng lọc, rồi gì? Thăm hỏi, hoặc là cái gì bạn? Tiêm ngừa, rồi những người mà đưa phiếu mà tiêm ngừa cho những cái đối tượng đó. Và bên cạnh đó có một cái nhóm nữa là nhóm bảo vệ trật tự an toàn ở tại cái khu vực tiêm. Có ai ạ? Có những cái người mà cơ động, cũng phải gọi là cơ động nữa, ở tại địa phương có công an, lúc đó cô thấy có công an, và có những người làm việc ở tại các xã, công an xã hay gì đó, hoặc là ở ấp ở khóm. Các bạn thấy những cái người đó họ đến để làm gì? Để hỗ trợ cái vấn đề mà an trật tự ở tại khu vực đó. Vậy thì các bạn thấy để thực hiện một cái chương trình ở tại địa phương thì cái lực lượng của chúng ta có thể bao gồm cả cái lực lượng ở trong y tế và cả lực lượng ở ngoài y tế. Nhưng mà cái hoạt động giáo dục sức khỏe chủ yếu vẫn là gì? Vẫn là nhân viên y tế của mình là chủ yếu. Nhưng mà chúng ta có thể là chúng ta phối hợp với những lực lượng khác để thực hiện tốt cái chương trình đó. Và cái nội dung mà thứ tư mà chúng ta cần khi chúng ta lập kế hoạch đó chính là gì? Thí điểm cái chương trình. Thí điểm cái chương trình giáo dục sức khỏe. Thì cái vấn đề mà thí điểm ở đây á, các bạn sẽ thấy chúng ta thí điểm gì?
thí điểm cái chương trình ở phạm vi hẹp cho đến phạm vi rộng, và những cái chương trình đơn giản cho đến thí điểm những cái chương trình phức tạp hơn. Chương trình phức tạp. Cô ví dụ như bây giờ các bạn tư vấn cho cái người dân, hay là bạn bây giờ bạn tập huấn đi. Những bạn ở đây có bao giờ bạn đi tập huấn cho người khác? Có lần nào bản thân cô và cũng như nhiều thầy cô khác đôi khi cũng có đi tập huấn cho các bạn sinh viên trong công tác phòng chống dịch cũng có. Và trước khi chúng ta đi tập huấn thì dĩ nhiên thầy cô sẽ chuẩn bị bài giảng, chuẩn bị gì nữa các bạn, chuẩn bị dụng cụ, và dĩ nhiên phải thực hành thí điểm trước, là thực hành trước coi cái thao tác nó đúng hay là không, để chúng ta cái bản thân cái người tập huấn đó họ phải đi đúng cái thao tác, giữa lý thuyết và thực hành nó phải đi theo một cái trình tự để hướng dẫn người dân một cách phù hợp nhất. Bây giờ ví dụ đơn giản là cái việc mà các bạn thấy tập huấn về việc mà mặc đồ bảo hộ cho những cái nhân viên y tế khi mà tiếp xúc với cái bệnh nhân F0 ở tại các bệnh viện dã chiến, thì các bạn thấy một đặc điểm là gì? Chúng ta cần gì? Có cần phải mặc thử trước không bạn? Có không? Có nha. Có. Mặc thử trước để làm gì? Để chúng ta biết rằng ở trong quá trình mặc thử đó, chúng ta mặc có đúng, thứ nhất đúng quy trình hay không? Thứ hai, trong quá trình mặc đồ bảo hộ đó có những cái khó khăn nào hay không để chúng ta có thể là khắc phục được nó, tập đi tập lại nhiều lần để giúp cho chúng ta nhuần nhuyễn. Và khi chúng ta đi tập huấn cho người khác thì sao ạ? Chúng ta sẽ không bỡ ngỡ và chúng ta sẽ trả lời hết được những cái nội dung mà bản thân người dân thắc mắc. Hoặc là trước đó khi mà chúng ta đã mặc thử, chúng ta biết ở này nó có những khó khăn gì nè, thì bản thân các bạn khi bạn biết những khó khăn đó thì các bạn có thể dễ dàng các bạn giải quyết những vấn đề đó cho người dân. Cũng như những gì quý vị yêu cầu các bạn là làm một bài báo cáo cho thầy cô ở trên lớp, trước khi các bạn báo cáo trực tiếp ở trên lớp với thầy cô bạn bè thì dĩ nhiên các bạn cần phải có gì chuẩn bị trước. Chuẩn bị là gì? Đọc đi đọc lại tài liệu nhiều lần để mình nắm ở cái nội dung này nè, nó sẽ như thế nào. Và sau đó chúng ta lên trên cái báo cáo, chúng ta sẽ không bỡ ngỡ. Hoặc là chúng ta đã nắm được hết nội dung rồi và chúng ta biết cái line này là tôi sẽ trình bày cái gì. Chứ không phải là việc là các bạn trong nhóm đã làm bố bòn rồi thì cái người báo cáo chỉ cần tôi lên tôi đọc y chang những gì các bạn giờ. Các bạn ghi trên đó là được rồi. Tôi không cần phải là gì chuẩn bị trước, tôi không cần phải đọc trước hay tôi không cần phải báo cáo thử đối với các bạn ở trong nhóm. Cái này là một cái sai lầm rất là lớn. Và các bạn lưu ý. Tại vì khi các bạn báo cáo vậy, tại vì cô cũng gặp rất là nhiều trường hợp là khi cô yêu cầu các bạn sinh viên báo cáo, các bạn lên báo cáo bạn đọc không? Và có nhiều trường hợp là cái nhóm đó, cô biết một điều là các bạn mà trong cái nhóm báo cáo đó, các bạn nó chưa đọc cái bài mà cái nhóm đó đã chuẩn bị luôn nữa. Tại sao cô biết ạ? Tại có nhiều trường hợp ở cái nhóm đó do chữ nhiều quá đôi khi các bạn sao dứt tắt. Mà khi các bạn đó nè, các bạn lên báo cáo, bạn thấy dứt tắt, bạn muốn biết đang đề là chữ gì nè. Bạn ngập ngừng quay ra hỏi cái bạn kế bên, này chữ này chữ gì. Nhưng mà khi các bạn tiến hành giáo dục sức khỏe cho người dân cộng đồng, các bạn thấy mình có được như vậy không bạn? Có được quay sang trợ giúp không? Nếu mà tại thời điểm đó bạn quay sang trợ giúp hoặc là bạn nhờ sự giúp đỡ của người khác, lúc đó người dân, những người mà đi nghe các bạn báo cáo trình bày hay giáo dục sức khỏe, những người đó bắt đầu nghi ngờ cái năng lực của bạn, nghi ngờ về cái việc gì, cái hiểu biết của bạn về vấn đề đó, về vấn đề đó đi. Đó cũng là một trong những nội dung mà khi chúng ta tiến hành lập kế hoạch chúng ta cần phải thực hiện. Và một số điểm mà chúng ta cần chú ý khi chúng ta tiến hành lập kế hoạch, đây là một số điểm cần chú ý khi tiến hành lập kế hoạch. Thứ nhất là các bạn phải xác
định rõ vấn đề mà chúng ta cần phải tiến hành lập kế hoạch đó là vấn đề gì. Trong cộng đồng nó có rất là nhiều vấn đề sức khỏe, vấn đề A, B, C, D rất là nhiều. Mà trong khi đó cái nguồn lực của chúng ta nó rất hạn hẹp, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một trong những vấn đề đó để chúng ta ưu tiên giải quyết trước. Thì khi các bạn tiến hành lập kế hoạch, các bạn cứ bạn để ý đi, thường trong một kế hoạch nó chỉ có một nội dung duy nhất thôi, và kế hoạch đó nó sẽ bám sát từ đầu cho đến cuối nội dung đó, và chúng ta sẽ những cái nội dung ở trong cái bản kế hoạch đó nó sẽ là để giải quyết cho một cái chủ đề, một cái vấn đề sức khỏe, chứ nó không thể nào giải quyết cho nhiều vấn đề sức khỏe cho cùng một kế hoạch. Và bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một trong những nội dung ở cộng đồng để chúng ta giải quyết. Thì cái điều đầu tiên khi các bạn tiến hành lập kế hoạch, các bạn cần chú ý đó chính là xác định vấn đề. Và cái nội dung thứ hai đó chính là gì? Là dự kiến các nguồn lực. Dự kiến nguồn lực. Nguồn lực ở đây giống như nãy cô nói bạn là bao gồm vậy? Nhân lực, vật lực, tài lực và thời gian. Các bạn xem xét xem những nguồn lực mà chúng ta hiện có, hiện tại đang có, và các nguồn lực mà chúng ta có thể khai thác được trong tương lai, để đảm bảo gì? Để đảm bảo các bạn có thể thực hiện được cái kế hoạch của mình đưa ra. Cô ví dụ ha. Cô ví dụ. Ví dụ như là một bạn ở trong lớp mình đang muốn đổi điện thoại. Đang muốn đổi điện thoại. Trời mê cái điện thoại đó lắm. Mà cái điện thoại đó tới nhiêu bạn? 15 triệu. Cô ví dụ ha. Điện thoại 15 triệu. Mà hiện tại trong túi bạn đó chỉ có 10 triệu thôi. 10 triệu thôi. Vậy thì các bạn nó sẽ dự tính đến cái chuyện gì? Ví dụ một tháng sau tôi muốn mua cái điện thoại đó. Thì một tháng sau mình có khả năng, mình như là bản thân cái người đó có khả năng tích góp hay là mượn hay là xin từ gia đình như thế nào đó để kiếm đủ 5 triệu để mình mua được cái điện thoại đó hay không, cộng với tiền hiện tại mình đang có. Chúng ta xem một tháng sau tôi có thể tích góp, hoặc tôi có thể kiếm được một số tiền 15 triệu để tôi đi mua cái điện thoại đó hay không. Thì đó chính là gì? Là việc mà các bạn phải quan tâm, đó chính là quan tâm đến cái dự kiến, cái nguồn lực mà chúng ta cần phải có thực hiện cái chương trình, và xem xét góc độ là cái nguồn lực sẵn có hiện tại của mình và nguồn lực có thể khai thác được cho tới cái thời điểm mà các bạn thực hiện cái kế hoạch đó. Đó chính là gì? Dự kiến nguồn lực. Và cái điều thứ ba mà chúng ta cần làm nữa là gì bạn? Sắp xếp thời gian hợp lý. Thời gian hợp lý này là thời gian hợp lý như thế nào? Là thời gian hợp lý giữa cái người giáo dục viên và cái người được, hay là cái người tham gia giáo dục sức khỏe, tham gia vào cái hoạt động giáo dục sức khỏe. Hay nói chính xác hơn, ví dụ như trong trường hợp này là giữa cô và các bạn. Giả sử như hôm nay chúng ta nghỉ, thì bây giờ cô muốn sắp một cái lịch bù để học cái buổi nghỉ ngày hôm nay của mình, thì cô phải làm gì? Cô phải làm gì bạn? Cô phải làm hai việc. Thứ nhất đó là gì? Hỏi xem cái lịch trống của các bạn là khi nào, và cái lịch trống, xem cái lịch trống của ai nè? Lịch trống của bản thân cô. Là chúng ta xem sắp xếp thời gian hợp lý giữa các bạn và của cô, xem coi có buổi nào nó hợp lý, là nó có chống của cả hai đối tượng hay không, để chúng ta tiến hành vậy? Lên kế hoạch thực hiện cái chương trình giáo dục sức khỏe ở tại thời điểm mà chống. Thì cô gọi là gì bạn? Cô gọi là gì? Sắp xếp thời gian hợp lý của hai bên, hay là thời gian thuận tiện cho đối tượng tham gia và cái người thực hiện giáo dục sức khỏe. Và các bạn thấy một đặc điểm là tùy thuộc vào các đối tượng ở cộng đồng khác nhau, mà các bạn thấy cái thời gian thuận tiện tham gia cái nghiên cứu hay là cái chương trình giáo dục sức khỏe của bạn cũng sẽ khác nhau. Cô ví dụ ha, đối với là sinh viên của các bạn,
đối với sinh viên của bạn, thường các bạn trống buổi nào, lịch trống của bạn khi nào? Mà nếu bây giờ cô muốn tiếp cận là sinh viên thì cô theo các bạn nghĩ là cô nên lấy cái khoảng thời gian nào để trống để có thể trao đổi với các bạn? Thời gian nào? Thứ bảy chủ nhật không? Có không? Hay là các ngày trong tuần? Khi nào? Khi nào cô có thể tiếp cận các bạn thực hiện cái chương trình giáo dục sức khỏe đâu? Khi nào ạ? Ở đây các bạn mình có tham gia câu lạc bộ không ta? Lớp mình các bạn có tham gia câu lạc bộ không? Hội nhóm nữa có không? Lớp mình không ai tham gia chứ hả? Bạn có tham gia những câu lạc bộ đội nhóm hay là những cái hoạt động thì thường các bạn sẽ lựa chọn thời gian nào để các bạn có thể thực hiện được? Thời gian nào thường các bạn sẽ tham gia? Thời gian là sau cái buổi học, là gì ạ? Sau cái giờ học, thường là buổi chiều tối, đúng không? Thường các bạn sẽ tham gia buổi chiều tối. Tại vì thật ra đối với sinh viên hỏi là các bạn có ngày cuối tuần hay không, thật ra đối với sinh viên của các bạn cái ngày nào cũng như là ngày nào cũng như ngày nấy thôi. Chúng ta không có cố định. Nó không phải như cấp 2, cấp 3 là giờ tôi học từ thứ 2 cho tới thứ 7 chủ nhật được nghỉ, nó cứ vậy. Nhưng mà còn đối với sinh viên, thường các bạn thấy thứ 7 chủ nhật đôi khi các bạn vẫn có lịch học. Có mà, có. Đó chính là lý do tại sao, vì sao mà thường các thầy cô lựa chọn cái thời điểm mà tập 4 để trao đổi thường ít khi nào. Ít khi nào mà cho các bạn ở thời điểm nó là cuối tuần hay giữa tuần hay một thời điểm nào đó. Và khi các bạn có những cái tập huấn quan trọng, ví dụ như bây giờ thì trường mình tổ chức những cái ngày lễ, ví dụ như là ngày 20 tháng 11 á, các bạn thấy là trường mình muốn tổ chức cái đó thì tập hợp hết tất cả giảng viên hay là cả sinh viên thì thường làm gì ạ? Làm gì các bạn? Hay là khai giảng thường vậy, để cho sinh viên giảng viên nghỉ ngày đó để làm gì? Để có cái lịch trống cho tất cả mọi người cùng có thể tham gia được. Đó, đó chính là một trong những lý do. Rồi kế tiếp, cái điểm chú ý thứ tư mà chúng ta tìm hiểu đó là lồng ghép. Cũng giống như cái nội dung mà chúng ta cần làm khi chúng ta lập kế hoạch ấy, thì lồng ghép là một trong những nội dung mà chúng ta cần chú ý khi chúng ta lập kế hoạch, là xem xét góc độ là cái chương trình giáo dục của mình có thể lồng ghép được với những cái chương trình y tế hay là những chương trình xã hội nào ở khác ở tại địa phương hay là không. Đó chính là gì? Đó chính là những cái điểm mà chúng ta cần chú ý khi tiến hành lập kế hoạch. Vậy thì những bước lập kế hoạch nó sẽ bao gồm những nội dung nào? Thì trước khi mà vào cái nội dung này thì cô cũng xin trao đổi với các bạn như thế này. Cô có một cái yêu cầu cho lớp. Bây giờ các bạn hãy giả sử các bạn chuẩn bị, giả sử cho các bạn chuẩn bị lập kế hoạch du lịch nhóm với nhau, thì các bạn hãy cho cô biết các bạn cần những thông tin hay là chuẩn bị cần chuẩn bị những gì để làm gì, để các bạn tiến hành kế hoạch du lịch đó. Rồi, được không? Bây giờ cô giả sử như cái việc mà các bạn đang chuẩn bị lập một cái kế hoạch để các bạn đi du lịch nhóm với nhau. Các bạn hãy cho cô biết coi, các bạn cần những cái thông tin gì và cần chuẩn bị những gì để tiến hành đi du lịch nhóm đó. Được không? Đây là thảo luận nhóm nha. Thảo luận thôi. Để chúng ta chia sẻ với cô là cái
cái kế hoạch dự kiến của các bạn đi du lịch như thế nào? Cùng mời nhóm 1 đi. Cô là đây là cái kinh phí tụi em dự trù cho một người để đi Đà Lạt đó cô. Hồng nhất em đi. Là dự kiến một người hả bạn? Hay là nhóm? Dạ là nhóm, nhưng mà chi phí tính là tính của một trên đầu người. Trên đầu người không? Rồi ok. Mời mời bạn. Ở khu mạng em nãy bị rớt cô. Rồi sai sai. Tụi em sẽ book trước homestay 2 ngày 1 đêm với giá là 1 triệu một người. Tụi em đi bằng xe máy, khởi hành tại Chà Vinh vào lúc 0 giờ sáng. Khi tụi em đến homestay thì đầu tiên tụi em sẽ ăn cái bữa sáng miễn phí tại homestay. Ngày đầu tiên thì tụi em sẽ đi dạo ở cái quảng trường Đà Lạt. Sau đó là đi cà phê sáng ở quán Hướng Dương, cũng ở quảng trường đó luôn, là 18 nghìn một người. Sau đó tụi em sẽ đi dạo ở Hồ Xuân Hương và ăn trưa bằng lẩu gà lá é với lại sữa đậu nành. Là chi phí là khoảng 250 nghìn một người. Sau đó là tụi em đi thăm cái đồi hoa Hướng Dương, vé là khoảng 40 nghìn một người. Tiếp là hầm rượu vang là 60 nghìn một người. Buổi tối thì tụi em sẽ ăn tối bằng gà nướng đất sét với lại cơm lam là 250k một người. Và chợ đêm với chi phí ăn uống và mua sắm lặt vặt các thứ là khoảng 1 triệu một người. Ngày thứ hai là tụi em sẽ sáng tụi em ăn buffet miễn phí, tại homestay. Sau đó đi đồi chè Cầu Đất để săn mây. Tiếp theo là đi ở làng Cù Lần, chi phí là 200.000 một người. Ăn trưa tại cái làng Cù Lần đó luôn, chi phí là khoảng 50.000 một người. Sau đó là tụi em buổi chiều là tụi em sẽ đi ở Ma Rừng Lửa Quán, là đi tới buổi tối và cắm trại ở đây luôn. Chi phí vào cổng là 150.000 một người, và chi phí ăn uống buổi tối ở lại cắm trại là 500.000 một người. Ngày 3 thì sáng 8 giờ thì tụi em về. Tiền xăng thì 250.000 một người. Chi phí tổng cộng là khoảng 3.750.000 một người, phát sinh có thể phát sinh thêm khoảng 10%, tức là 375.000. Tổng là một người tụi em là 4 triệu. Dạ hết rồi cô. Rồi cô cảm ơn. Rồi cô cảm ơn cái phần trình bày của nhóm 1 ha. Rồi cô bây giờ cô mời các nhóm còn lại các bạn nhận xét giúp cô là cái kế hoạch này của nhóm 1 các bạn thấy như thế nào ạ? Nhóm 2 cho cô cái nhận xét thôi. Cô là em thấy như bạn chưa có thục, chưa có nói đến số thành viên đi, với lại là em thấy thế đó. Em thấy là chưa có số thành viên đi. Chưa số thành viên đi. Rồi. Cô cảm ơn cái phần nhận xét của nhóm 2. Cô mời nhóm 3. Dạ em thấy bạn làm kế hoạch thấy cũng đầy đủ rồi cô. Cô mời nhóm 4. Dạ thưa cô, là hồi nãy em thấy cái yêu cầu của cô là những thông tin và cần chuẩn bị những gì để tiến hành lập kế hoạch. Thì em nghĩ là bạn lập kế hoạch này, lập kế hoạch cụ thể, mình theo yêu cầu thì mình nên là ghi cái sườn chung chung ra là mình sẽ cần những cái thông tin gì rồi mới bắt đầu lập kế hoạch cụ thể đó cô. Rồi cô cảm ơn của nhóm nhóm 4. Cô mời nhóm cuối cùng, nhóm 5. Dạ em thấy kế hoạch cũng tương đối đầy đủ, mà em nghĩ thì nên thêm một cái phần nữa là mỗi người tự chuẩn bị cái hành lý như thế nào, với lại những cái gọi là những cái sự cố có thể xảy ra để mình đề phòng thôi cô.
gì nữa mà. Dạ em nghĩ như đó là được. Còn là kế hoạch em thấy tốt. Rồi ok, cô cảm ơn cái phần nhận xét của các nhóm còn lại nha. Rồi bây giờ tới lượt cô nhận xét. Khi các bạn chuẩn bị, các bạn đi du lịch, ở đây cô có nói là gì ạ? Du lịch là nhóm, đúng không ạ? Du lịch nhóm. Và ở đây các bạn, thứ nhất các bạn có đưa ra nhóm 1, bạn hay một điểm á. Là thứ nhất bạn có đưa ra gì ạ? Cái địa điểm các bạn đi, địa điểm đi là gì ạ? Xác định rõ ràng cái chủ đề du lịch của mình là du lịch ở đâu. Rất là hay, điểm đầu tiên cô thấy đáng khen của nhóm 1. Thứ hai, các bạn đưa ra được nội dung là thời gian chúng ta sẽ đi trong khoảng bao lâu, thực hiện trong khoảng bao lâu. Để làm gì bạn? Để khi các bạn biết được bạn đi trong bao lâu, bạn sẽ chuẩn bị những gì, cũng như là bạn sẽ phải tính toán cái chi phí như thế nào một cách phù hợp cho cái khoảng thời gian các bạn đi đó. Và cũng như là số lượng thành viên tham gia ở trong cái chương trình, cái hoạt động của mình. Và kèm theo đó các bạn có dự kiến luôn, rất là hay một điểm đó là gì ạ? Là cái địa điểm đi, rồi đi bằng phương tiện gì, và thời điểm các bạn chuẩn bị bạn đi khi nào có luôn. Và kèm theo đó các bạn có dự kiến trước cái nơi các bạn sẽ ở tại địa điểm đó. Cũng như là các bạn có đưa ra rất là chi tiết cái nội dung hoạt động, ngày 1 tôi sẽ làm gì, ngày 2, ngày 3 tôi sẽ làm gì, và dự kiến luôn được là cái chi phí cần phải có cho các hoạt động, từng cái hoạt động đó. Rất là khen ngợi cái nhóm 1 của các bạn. Nhưng giống như là nhóm mấy ta, nhóm 4 đúng không? Bạn có nói một cái câu như thế này, là yêu cầu của cô là các bạn sẽ xem coi các bạn cần chuẩn bị những gì, và các bạn cần phải biết những thông tin gì để bạn chuẩn bị cho cái việc bạn lập cái kế hoạch đó. Vậy thì nếu các bạn muốn lập một kế hoạch chi tiết như thế này thì các bạn cần phải biết gì vậy? Các bạn cần phải biết gì? Cái việc mà các bạn nhóm 1 bạn xác định là ok, rất là tốt luôn, rất là chi tiết, rất là đầy đủ nội dung. Nhưng bên cạnh đó các bạn vẫn còn thiếu một số nội dung khác. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ là gì ạ? Nhóm nào thấy ạ? Nhóm nào thấy được cái sự thiếu nội dung của nhóm 1? Cái nội dung thiếu của bạn là gì ạ? Cho cô hỏi nha. Cái mục đích các em đi Đà Lạt ở đây là các bạn, mục đích các em đi là để làm gì ạ? Nhóm 1. Nhóm 1. Em đi du lịch ở Đà Lạt để làm gì em? Cô là để vui chơi, để xả stress. Vui chơi xả stress. Nhanh rồi. Cô cảm ơn. Tại vì thường khi các bạn đi đến một cái địa điểm du lịch nào đó, các bạn sẽ tính đến cái việc gì vậy? Cái mục đích mà mình muốn đi đến đó để làm gì? Cũng như cái nội dung quyền của các bạn, khi bạn lập kế hoạch, bạn phải đưa ra được mục tiêu để chúng ta thực hiện. Tại vì ví dụ như là có nhiều bạn nói bây giờ tôi không thích đi Đà Lạt, tôi thích đi biển, để tôi đi tắm biển, để tôi ăn hải sản, vân vân. Có nhiều bạn nói là bây giờ tôi đi Đà Lạt. Phần lớn các bạn đi Đà Lạt sẽ có thường có khuynh hướng như thế. Thứ nhất, có nhiều bạn là chưa được đến Đà Lạt, các bạn muốn biết Đà Lạt là như thế nào. Có bạn thì sao? Mục đích của bạn đến Đà Lạt, tại vì bạn rồi và các bạn muốn đến đó để check in, chụp hình, tại vì Đà Lạt có rất là nhiều cảnh đẹp và chụp hình ở trên đó rất là đẹp. Và thường các bạn có xu hướng là mục đích của bạn lên đó để bạn chụp hình nhớ, hoặc là lưu niệm, hoặc là hình cưới gì đó. Có nhiều trường hợp là các bạn đi du lịch ở Đà Lạt là vậy. Và có một số trường hợp nữa là nhiều người cái mục đích họ đến Đà Lạt để làm gì? Để ngắm cảnh, để trải nghiệm cái không khí mát mẻ ở tại Đà Lạt đó. Vậy thì khi các bạn vào trong mục đích trong cái kế hoạch này á, cái điều đầu tiên các bạn cần làm là xác định được cái địa điểm này. Các bạn cần phải dựa trên cái địa điểm, cái nội dung kế hoạch đó, các bạn phải xác định được cái gì nữa? Mục
tiêu, mục đích, mục tiêu của cái chuyến đi của mình. Để từ cái mục đích, mục tiêu đó các bạn mới triển khai những nội dung nào chúng ta cần thực hiện để chúng ta đạt được mục đích, mục tiêu đó. Ví dụ như các bạn muốn chụp hình, check-in những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt thì dĩ nhiên các bạn sẽ xem coi những địa điểm cần phải đến khi đến Đà Lạt, đúng không? Có nhiều bạn sẽ đến đồi chè hay là đồi thông hai mộ, hay là chúng ta đến cái thác Datala hay gì đó vân vân, hoặc là tham quan cái hồ Xuân Hương, hay là uống cà phê ở trên một cái quán cà phê cô không nhớ tên gì, một cái quán cà phê ở ngay hồ, không biết bạn đi chưa. Thì khi đó chúng ta sẽ dựa trên cái mục tiêu mà các bạn sẽ đặt ra những nội dung để đạt được mục tiêu đó, và các bạn cần phải chuẩn bị những gì để đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như những bạn mà mục đích chủ yếu là gì, tôi muốn đến đó rồi tôi giờ hưởng cái không khí trong lành thôi, tôi muốn đi ngắm cảnh, tôi muốn hưởng dạng như là cái trải nghiệm là một cái yên tĩnh, thời gian yên tĩnh thoải mái để tôi ngắm cảnh, tôi không giàu giả, tôi không dạng như không phải là đi theo dạng như là tôi đến đó xong. Các bạn có đi bao giờ các bạn đi tour du lịch chưa? Và những cái tour du lịch thường nó sẽ đưa ra rất là nhiều địa điểm cho các bạn, và thường nó sẽ cho bạn giới hạn thời gian, ví dụ cho anh chị 2 tiếng đồng hồ ở địa điểm này, anh chị đi xong địa điểm này tôi sẽ đến địa điểm khác cho anh chị tham quan. Và khi đó những cái trường hợp đó các bạn thấy là mang tính chất là đi cho biết thôi, tại vì sao thời gian nó không hẹn nhau. Và khi các bạn ở cái tâm thế mục đích là tôi đi để tôi thoải mái, tôi đi để cảm nhận cái không khí, thì dĩ nhiên các bạn sẽ đi cũng thời gian đó, nhưng mà cái thời gian bạn đi sao, cái địa điểm, số lượng địa điểm bạn đi sẽ ít hơn. Bởi vậy khi các bạn lập kế hoạch, đầu tiên là gì, mục tiêu, và xác định xem đối tượng tham gia vào cái chuyến đi của mình là ai, số lượng là bao nhiêu. Ví dụ đây cô thấy có nè, nhóm mình có gì, có 10 thành viên. Và các bạn cũng có chuẩn bị trước gì, cái địa điểm các bạn ở và cái phương tiện di chuyển của các bạn. Ở đây cô thấy là bắt đầu di chuyển từ Trà Vinh lúc 0 giờ sáng, rất là hay nha. Tại vì sao? Tại vì bạn có xác định được địa điểm bắt đầu đi cho đến địa điểm đến, cũng như địa điểm mà chúng ta từ Đà Lạt chúng ta về, thì các bạn cũng có xác định rõ. Và kèm theo đó có một cái vấn đề mà cô cũng muốn trao đổi với các bạn ở đây là gì? Em có xác định thời gian đi trong bao lâu, nhưng các bạn có xác định rõ cái địa điểm khi nào mình đi không? Không. Tại sao? Tại sao các bạn không xác định thời điểm các bạn đi, các bạn đi tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 12, cái gì đó vân vân. Tại sao mình không xác định? Tại vì ở trên Đà Lạt nó có một cái đặc điểm như thế này, mỗi một cái thời điểm nó sẽ có cái thời tiết, nhiệt độ ở tại thành phố Đà Lạt nó sẽ khác nhau. Có những cái thời điểm các bạn đi nó rất là lạnh, đặc biệt đi ở những cái thời điểm gần Giáng sinh, đúng không? Không biết các bạn nào mình đã từng đi cái thời điểm đó chưa? Hoặc là các bạn đi ở những thời điểm vào tầm tháng 3 cho đến tháng 5 thì phải. Cái thời điểm đó thì có trong khoảng thời gian đó các bạn sẽ thấy là cái nhiệt độ ở Đà Lạt thì nó sẽ gì? Nó sẽ cao hơn một tí xíu, nhưng mà nó vẫn mát mẻ các bạn, tầm khoảng cỡ trên 10 độ, cũng như không làm là ban ngày khoảng trên 10 độ C cho tới gì? Cho tới 20 độ C, thì trong khoảng thời gian đó các bạn sẽ không quá lạnh. Nhưng khi các bạn đi những cái thời điểm mà cuối năm, đặc biệt gần Giáng sinh, cái nhiệt độ nó sẽ dưới 10 độ C. Đặc biệt ban đêm sao? Đôi khi sao? Có khả năng gần tới 0 độ C. Vậy thì khi đó các bạn xác định được thời điểm đi, các bạn sẽ biết được rằng tôi cần phải chuẩn bị đồ như thế nào. Ví dụ Đà Lạt, các bạn sẽ chuẩn bị đồ như thế nào? Ở đây giống như cái nhóm, cô không nhớ chính xác nãy nhóm mấy ta, có một bạn nói là đúng là gì, chưa thấy rõ cái sự chuẩn bị dụng cụ, hoặc là những cái sự chuẩn bị các trang thiết bị dụng cụ của các bạn khi các bạn đi du lịch như thế này. Ví dụ như đi Đà Lạt các bạn cần chuẩn bị gì? Quần áo đầy đủ cho các bạn ở trong vòng 3 ngày 2 đêm đó, và một số cái thiết bị hoặc là quần áo ấm chẳng hạn, giữ ấm, hoặc là bao tay, hoặc là khăn quàng cổ gì đó vân vân, hoặc là cái mũ chụp
những cái dụng cụ khác hỗ trợ. Rồi có một bạn nói rất hay, đó là vậy, em thiếu tìm hiểu về vấn đề là khi mà chúng đi du lịch ở Đà Lạt thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì để khắc phục những hậu quả có, những rủi ro có thể xảy ra khi chúng ta đi du lịch đó. Khi mà các bạn đi du lịch đó, có bao giờ bạn gặp những rủi ro nào không? Trong quá trình chúng ta đi không? Cho câu hỏi. Ví dụ trường hợp các bạn đi ở đây là cô An thấy các bạn đang đi dạng đi phượt đúng không? Phượt nhóm đúng không? Là tự túc xe máy các bạn sẽ đi, chứ không theo một cái tour du lịch nào của cái công ty xí nghiệp nào hết. Đúng không? Vậy thì theo các bạn nghĩ trong trường hợp các bạn đi du lịch như thế này, nó sẽ có những trường hợp gì xảy ra, những rủi ro nào xảy ra trong quá trình chúng ta đi? Ai biết không? Có bạn nào đi mình có kinh nghiệm không? Chia sẻ với các bạn. Rủi ro gì các bạn? Chưa gặp trường đồng. Chưa gặp rồi. Rồi. Các bạn nghe không ạ? Cô nãy cô đang kiếm tai nghe. Rồi, vậy thì các bạn sẽ thấy khi các bạn đi như thế này có khả năng những rủi ro. Ví dụ như đi xe máy, khả năng hư trên đường có không? Có khả năng. Vậy thì nếu trường hợp mà xe bị hư hay gặp vấn đề gì đó thì chúng ta làm gì? Chuẩn bị gì để khắc phục cái hậu quả đó? Có những bạn nam á, cô biết nha, có những bạn nam rất là giỏi là bạn sẽ đem cái bộ dụng cụ sửa mini á, để ở trong cốp xe, là khi có vấn đề gì các bạn có thể là kiểm tra tại thời điểm đó được luôn. Hoặc là chúng ta chuẩn bị gì ạ? Chi phí tiền để làm gì? Khi mà xe hư hay gì đó chúng ta có thể đến những cái tiệm sửa xe để sửa. Đây cũng một trong những cách. Hoặc là có trường hợp là giấy tờ tùy thân đầy đủ cho trường hợp gì ạ? Cho trường hợp kiểm tra các bạn đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, và các bạn việc bạn đi đến những cái nơi khác thì chắc chắn sao bị kiểm tra giấy tờ là cái chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Và một điểm nữa, khi các bạn đi như vậy, đi bằng xe máy nó là nó không phải như ô tô. Ví dụ trời nắng trời mưa như thế nào nó không ảnh hưởng. Ô tô thì các bạn đi trời nắng mưa nó không ảnh hưởng đến cái việc các bạn đi trên đường. Nhưng khi các bạn đi xe máy nắng thì sao? Phải đem theo áo khoác hay gì đó vân vân để bảo hộ đúng không? Còn nếu mà trời mưa thì các bạn có nên chuẩn bị áo mưa theo hay không? Đó là một vấn đề không? Và khi các bạn đi như vậy, các bạn chuẩn bị, bạn nói ở đây cô thấy các bạn ghi là tổng mỗi người cần phải đem theo là bao nhiêu ạ? 4 triệu là cái chi phí cho cái chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm của các bạn mỗi người. Vậy thì cho câu hỏi, bây giờ mỗi người các bạn chuẩn bị 4 triệu, chỉ đem theo chuẩn bị có 4 triệu thôi, đủ hay không? Theo bạn nghĩ đủ không? Thường thì giờ 4 triệu là cái việc mà các bạn chuẩn bị để đưa cho một người, ví dụ thủ quỹ hay gì đó để giữ đúng không? Còn cái chi phí mà các bạn cần phải đem theo gọi là sao? Dự phòng. Có không? Cái này cũng là một trong những cái nội dung mà các bạn có thể là đưa vào cái hoạt động là khắc phục hậu quả trong những cái tình huống đặc biệt. Tại vì các bạn khi các bạn đi ở một địa điểm xa như vậy, khi các bạn cần khó khăn, cần giúp đỡ thì ba mẹ hoặc người thân của bạn không thể nào tới kịp đâu. Thì trong trường hợp này, những cái bạn chuẩn bị đó chính là cái kinh nghiệm sống cũng như là những cái biện pháp để khắc phục những cái rủi ro các bạn có thể gặp phải. Và những cái thiết bị mà các bạn đem theo đó, ví dụ điện thoại, cục sạc hoặc là xe cộ, trước khi các bạn đi các bạn có kiểm tra cái việc mà vận hành của các trang thiết bị nó có đảm bảo để các bạn đi du lịch hay không? Có không ạ? Có không? Vậy thì từ cái việc mà các bạn thấy, từ cái hoạt động mà các bạn đi du lịch ở đây á, cô sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về các bước mà để chúng ta lập kế hoạch giáo dục sức khỏe. Thì chúng ta sẽ xem xét xem từ cái việc các bạn đã chuẩn bị
một cái chuyến đi du lịch theo cái hoạch của nhóm 1 và cũng như là các nhóm các bạn đã tìm hiểu những nội dung mà chúng ta cần để chúng ta tiến hành lập kế hoạch, thì xem xét xem nó có ứng dụng qua cái việc mà chúng ta lập kế hoạch giáo dục sức khỏe hay không. Đầu tiên, cái bước đầu tiên ở trong lập kế hoạch giáo dục sức khỏe đó chính là gì bạn? Là lựa chọn, xác định ra vấn đề sức khỏe. Hồi nãy khi các bạn thảo luận về cái chuyến đi mà các bạn đi du lịch Đà Lạt hay là đi đâu đó, thì cho hỏi trong nhóm mình lúc đó có đưa ra cái các địa điểm du lịch khác nhau không? Hay là đồng loạt cả 10 bạn, 11 bạn trong nhóm mình thống nhất là chúng ta đi Đà Lạt các bạn? Nhiều địa điểm rồi. Nhiều địa điểm đúng không? Đó chính xác. Chúng ta sẽ có rất là nhiều địa điểm để chúng ta đi du lịch. Nhưng khi thống nhất cuối cùng, tại vì ở đây là chúng ta làm việc nhóm, chúng ta đi chung, nên thường là gì? Các bạn sẽ có gì? Có xu hướng là các bạn phải lựa chọn ra nhiều địa điểm mà các bạn đã đưa ra đó. Chúng ta sẽ lựa chọn một địa điểm duy nhất để chúng ta tiến hành lập kế hoạch. Tại vì trong kế hoạch không thể đi nhiều nơi được, không nhiều cái địa điểm đi được. Bây giờ bắt buộc chúng ta phải đưa lên một cái kế hoạch chung là bây giờ đi du lịch ở đâu? Đà Lạt, Nha Trang hay Hội An hay là Phú Quốc hay gì đó vân vân. Thì bây giờ chúng ta đi ở đâu bây giờ? Thì để thống nhất cuối cùng. Và khi đó, bước đầu tiên trong quá trình mà khi lập kế hoạch đó chính là xác định các vấn đề đang tồn tại ở trong cộng đồng, hay là các vấn đề các bạn muốn, cái địa điểm các bạn muốn đi du lịch. Ở trong cộng đồng nó có rất là nhiều địa điểm, và bạn nhiều cái vấn đề sức khỏe cũng như các bạn cũng muốn đi rất là nhiều địa điểm. Nhưng nguồn kinh phí có hạn. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải đầu tiên phải xác định được địa điểm trước đã, hay là cái vấn đề trước đã. Và sau đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải bước thứ hai là chọn ra cái vấn đề sức khỏe ưu tiên. Và vấn đề sức khỏe ưu tiên này nó sẽ tùy thuộc vào cái gì? Thời gian, địa điểm, nguồn lực mà chúng ta sẵn có để chúng ta đưa ra thứ tự ưu tiên của các vấn đề, để chúng ta xem xét vấn đề nào chúng ta nên giải quyết trước, hay là dựa trên những cái kinh phí nguồn lực của bản thân các bạn để chúng ta xác định xem chúng ta nên đi đâu cho nó phù hợp trong những cái địa điểm mà chúng ta lựa chọn rồi đó. Thì đối với cái việc lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên, các bạn sẽ đưa các vấn đề nó lên một cái bảng chỉ tiêu là 6 chỉ tiêu. Và 6 chỉ tiêu này nó sẽ được đánh giá theo gì? Theo thang điểm từ 0 cho đến 3 điểm cho mỗi chỉ tiêu. Khi các bạn đã cho điểm các chỉ tiêu của các vấn đề rồi, thì khi đó chúng ta sẽ nhận định kết quả. Những vấn đề nào đạt được từ 15 cho đến 18 điểm thì những vấn đề này là vấn đề ưu tiên mà chúng ta cần phải lập kế hoạch để giải quyết nữa chứ. Còn những vấn đề nào mà từ 12 đến 14 điểm thì chúng ta có thể ưu tiên. Ưu tiên là sao? Có thể ưu tiên là sao bạn? Có thể đưa cái hoạch để giải quyết, trừ nhưng trong trường hợp các vấn đề ưu tiên đã được giải quyết, đã được lập kế hoạch giáo dục sức khỏe rồi, thì chúng ta mới ưu tiên cho vấn đề mà từ 14, 12 cho đến 14 điểm. Và những vấn đề mà dưới 12 điểm thì xem xét lại và không nên ưu tiên giải quyết cho giáo dục sức khỏe cho những vấn đề đó. Được chưa? Và cái bước thứ ba khi các bạn muốn tiến hành lập kế hoạch đó chính là gì? Xác định mục tiêu và đối tượng mà các bạn cần phải lập kế hoạch, đó là ai? Các bạn mong muốn gì từ cái vấn đề mà các bạn muốn lập kế hoạch đó? Xác định mục tiêu. Và cái tiếp là gì? Xác định đối tượng đích hay đối tượng hưởng lợi từ cái kế hoạch của mình. Và khi các bạn xác định được các đối tượng ở trong cái vấn đề của mình thì chúng ta bắt đầu chúng ta chia nhóm các đối tượng đó ra. Và cái việc chia nhóm này để làm gì các bạn? Để làm gì? Để giúp cho chúng ta xây dựng nội dung cũng như là lựa chọn phương pháp, phương tiện giáo dục sức khỏe một cách phù hợp cho từng đối tượng đó. Có ví dụ như bây giờ các bạn đi xa vậy, các bạn có bao giờ suy nghĩ đến chuyện là tôi thuê xe không? Nhưng có nhiều người bạn khoảng đó, thôi tôi không đi xe đâu, tôi bị ói. Họ, tôi đi xe tôi bị mệt, tôi không đi xe được. Hoặc giờ đi xe máy đi, là ai cũng đi được. Hoặc là bây giờ lựa chọn phương tiện nào phù hợp cho tất cả mọi người đều có thể thực hiện. Hoặc là bản thân các bạn thấy khi mà giáo dục sức khỏe cho một cái đối tượng tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng khác nhau, mà chúng ta sẽ lựa chọn nội dung cũng như giáo dục sức khỏe cũng khác nhau. Ví dụ như những người có trình độ học vấn thấp, ví dụ như là mù chữ hoặc không biết chữ, vâng, thì các bạn sẽ thấy chúng ta cần gì? Chúng ta sẽ đưa ra những cái phương pháp giáo dục sức khỏe khác cho những người đó.
Ví dụ họ không biết chữ đi, thì chúng ta có đưa tài liệu giáo dục sức khỏe cho họ, họ đọc không? Thường là gì? Trao đổi trực tiếp, gọi điện thoại, hay là cho họ xem những đoạn clip liên quan đến giáo dục sức khỏe đó. Còn những người mà khiếm thính, không nghe được các bạn, các bạn thấy những cái đài truyền hình ở Việt Nam mình nha, dưới góc trái, ở góc trái ở phía dưới, các bạn thấy thường có một số đài truyền hình là ngoài cái nội dung mà họ phát, họ truyền tải ở trên TV, thì góc dưới bên trái có một cái người nhỏ, và một người đó chiếu hình ảnh nhỏ của một người, họ đang làm cái gì? Thủ ngữ là gì bạn? Là cái ngôn ngữ họ sử dụng, hình thể ngôn ngữ của cơ thể để diễn tả nội dung cho những người mà họ không nghe được. Bởi vậy trong quá trình mà khi chúng ta giáo dục sức khỏe, chúng ta cần phải xác định đối tượng và phân chia các đối tượng đó ra để chúng ta có thể lựa chọn hình thức, phương pháp cũng như là nội dung giáo dục sức khỏe phù hợp cho từng đối tượng. Ví dụ như nam đi, nam giới thường nhỉ, có ung thư tiền liệt tuyến, nhưng mà nữ giới có không ạ? Không. Vậy thì trong cái đối tượng phân chia nhóm ra, các bạn thấy là có những đối tượng họ sẽ không có gặp phải vấn đề sức khỏe này, và có những đối tượng thì họ sẽ có gặp vấn đề sức khỏe này, thì chúng ta sẽ lựa chọn đối tượng dễ dàng để giáo dục sức khỏe nội dung cho họ. Còn đối với mục đích, đối với mục tiêu giáo dục sức khỏe, thì mục tiêu của nó là những cái mong đợi về cái sự thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của sức khỏe đó đối với đối tượng. Thì trong trường hợp này, yêu cầu của nó gồm có là có 5 cái yêu cầu chung của một mục tiêu, là tính đặc thù, đo lường, thích hợp, tính thực thi cũng như tính xác định về thời gian. Còn đối với 4, đây là một cái bước mà việc mà chúng ta sẽ xác định được cái nguồn lực, cần phải xác định nguồn lực cũng như là lựa chọn cái phương pháp để chúng ta thực hiện giáo dục sức khỏe. Cũng như việc các bạn đi du lịch như vậy thì các bạn phải xác định gì? Đối tượng mình đi là ai? Kinh phí mình bao nhiêu? Cần thêm theo trang thiết bị gì? Thời gian mình đi trong bao lâu? Và kèm theo đó là chúng ta ở đâu, địa điểm mà chúng ta đi, và chúng ta sử dụng cái phương tiện nào hay cái phương pháp nào để chúng ta tiến hành, chúng ta đạt được mục tiêu chúng ta đi du lịch đó. Kế tiếp là chúng ta qua bước thứ 5, đó là gì? Thử nghiệm các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe. Thì trong giáo dục sức khỏe thì cái việc mà các bạn tạo ra, thiết kế ra những tài liệu truyền thông nó gọi là rất là phổ biến. Hay nói chính xác hơn, ở đây cô đang chiếu cho bạn một cái bài PowerPoint về là kế hoạch, đúng không? Giáo dục sức khỏe. Đây cũng gọi là một cái phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe của cô. Ở góc độ là phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe, là cái người giáo dục sức khỏe họ sẽ tự tạo ra để làm cho, giúp cho cái người được giáo dục sức khỏe họ hiểu ra hay họ mường tượng các vấn đề một cách cụ thể, chi tiết hơn. Và cái thử nghiệm tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe này thì các bạn sẽ thấy chúng ta thử nghiệm như thế nào. Thử nghiệm có hai nội dung, là thử nghiệm trong nội bộ cán bộ, và một cái nội dung nữa là thử nghiệm trên địa điểm thực tế ở cộng đồng, một nhóm nhỏ thôi, các bạn thử nghiệm trên một nhóm nhỏ. Vậy thì các bạn thấy việc thử nghiệm này để làm gì? Thứ nhất, để tránh lãng phí tài liệu truyền thông. Thứ hai, gì các bạn? Có thể đạt được cái hiệu quả cao trong quá trình truyền thông giáo dục sức khỏe. Tránh lãng phí ở đây là sao bạn? Trong quá trình các bạn thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe, nó sẽ có một cái trường hợp như này. Khi bạn tạo ra những cái sản phẩm tài liệu truyền thông, ví dụ như tài liệu truyền thông nó không được thử nghiệm trước, có sai phạm hay là có lỗi nào đó trong quá trình mà các bạn làm, thì có xu hướng gì? Các bạn bắt buộc các bạn phải in ấn lại, đúng không? Ví dụ bây giờ các bạn gửi cho thầy cô một cái quyển báo cáo đi, một quyển báo cáo mà bây giờ bạn làm xong, các bạn in ra luôn, bạn không có kiểm tra, bạn không có thử nghiệm, không, bạn đưa cho những bạn khác xem. In ra xong các bạn phát hiện bị lỗi format hay là chính tả này kia vân vân, hoặc thiếu nội dung vân vân, thì khi đó các bạn bắt buộc phải gì? Bạn phải thu cái nội dung, cái tài liệu bạn vừa in ra đó, bạn làm gì? Bạn điều chỉnh, và bạn bắt buộc bạn phải in lại tài liệu khác
Để gửi cho ai ạ? Gửi cho giảng viên. Và cái việc mà các bạn thấy những cái hoạt động mà truyền thông dân sức khỏe ngoài cộng đồng, nó chiếm rất là nhiều kinh phí cho tài liệu truyền thông. Các bạn đi vào các cơ sở y tế, các bạn thấy tờ rơi, tờ gấp hoặc banner office khi mà in ra tạo ra cái sản phẩm truyền thông đó, trước khi in phải là gì bạn? Thử nghiệm. Nếu không thử nghiệm nó bị lỗi thì các bạn thấy là sao? Tốn rất là nhiều chi phí. Một lần in các tờ rơi, tờ gấp nó không phải là in một tờ hai tờ mà in hàng trăm hàng ngàn tờ để phát cho người dân cộng đồng, mà chỉ cần lỗi một hai lỗi thôi các bạn thấy bây giờ bạn cũng không chấp nhận được, và bắt đầu bạn thu về, bạn in lại, bạn thấy lãng phí rất là nhiều kinh phí. Và một cái điểm nữa là gì? Khi các bạn thử nghiệm đó, về xét về nội dung hay xét về những cái câu hỏi như thế này, thì nó sẽ giúp cho cái tài liệu truyền thông của mình đạt được hiệu quả rất là cao trong quá trình mà chúng ta thực hiện công tác truyền thông. Và cái bước cuối cùng là bước thứ 6 là đánh giá kết quả. Thì cái bài đánh giá này nó nằm ở trong bài cuối, thì các bạn xem ở tài liệu thì nó sẽ chi tiết đầy đủ hơn so với nội dung bước 6 ở đây. Còn riêng đối với cái bước 7 là xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thì ở đây đối với việc mà khi các bạn đã tìm hiểu những cái bước 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi, bạn sẽ bắt đầu vậy xây dựng một cái bản thảo kế hoạch chi tiết cụ thể cho cái chuyến đi của mình hay là cho một cái chương trình giáo dục sức khỏe. Thì trong đó các bạn yêu cầu là các bạn cần phải đạt được 11 nội dung này trong cái bản kế hoạch của bạn khi các bạn xây dựng. Này các bạn về bạn xem giúp cô ha. Rồi, kế tiếp. Đối với cái bài kiểm tra quá trình thì cho cô hỏi là lớp mình, nhóm mình đã lựa chọn được cái địa điểm chưa? Cô sẽ lựa chọn được cái nội dung, cái hành vi có hại để các bạn làm bài quá trình chưa? Nhóm 1, bạn chọn hành vi gì? Dạ, thức khuya em cô. Thức khuya, rồi nhóm 2. Nhóm 4, nhóm 5. Dạ, nhóm 5 là hút thuốc, thuốc lá. Hút thuốc lá, rồi. Nhóm, nhóm 4. Rồi, vậy các bạn đã lựa chọn được chủ đề đúng không? Tiếp theo các bạn thấy cái màn hình cô đang trình chiếu quá trình thay đổi hành vi không ạ? Thấy không ạ? Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cái quá trình thay đổi hành vi rồi. Và ở đây cô yêu cầu các bạn là các bạn làm gì ạ? Các bạn sẽ dựa trên cái quá trình thay đổi hành vi, cái sơ đồ này của cô. Sơ đồ này của cô. Mà các bạn hãy phân tích giúp cô cái hành vi sức khỏe mà các bạn đã lựa chọn đó, hành vi có hại cho sức khỏe đó. Các bạn hãy phân tích cái quá trình thay đổi hành vi sức khỏe từ hành vi có hại mà các bạn đã được vừa nêu ra. Các bạn phân tích thay đổi hành vi sang hành vi có lợi giúp cô. Được không? Sang hành vi có lợi. Và khi các bạn phân tích, các bạn hãy trình bày cái phân tích đó giùm cô theo cái bản, theo bản này, theo cái bản sơ đồ như sao, theo bản này, phân tích từng bước, phân tích cái quá trình thay đổi hành vi theo từng bước, bước 1, 2, 3, 4, 5, được chưa? Và các bạn phân tích ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là người làm công tác giáo dục sức khỏe, khía cạnh thứ hai là người thay đổi hành vi sức khỏe. Vậy thì ở trong đây các bạn sẽ làm gì, phân tích như thế nào? Thứ nhất, các bạn xem ở góc độ là cái người giáo dục sức khỏe cần làm những gì, đưa ra những nội dung gì để cung cấp cho cái người thay đổi hành vi sức khỏe, để giúp cái người đó đạt được cái bước 1 đó là gì ạ? Nhận ra vấn đề mới. Nhận ra vấn đề mới là sao bạn? Nhận ra cái tác hại của hành vi cũ và biết được cái lợi ích của việc thay đổi hành vi cũ đó. Hoặc là những nội dung mà bạn thấy là bây giờ đối với người làm giáo dục sức khỏe họ cần cung cấp những thông tin gì để giúp cho những cái người thay đổi hành vi này họ thấy được, họ thấy nhận ra được cái vấn đề mà đang tồn tại của mình. Ví dụ gì, không ăn sáng đi, thấy được không ăn sáng nó gây ra những tác hại như thế nào,
Và cái việc mà thay đổi ăn sáng nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta như thế nào? Hoặc là những cái vấn đề, những cái bệnh nào có thể xảy ra khi các bạn ăn sáng lâu ngày, không ăn sáng là như vậy, vân vân. Được ạ. Và đối với góc độ là cái người thay đổi hành vi nhờ vào những cái kiến thức, ví dụ như là không là cái hại của việc không ăn sáng, thì bây giờ các bạn xem coi cái người thay đổi hành vi họ có nhận định như thế nào, họ đã biết được những cái tác hại của việc không ăn sáng, và từ đó họ bắt đầu tò mò, không biết là bây giờ nếu mà vậy thì thay đổi hành vi như thế nào một cách phù hợp, vân vân. Thì bây giờ các bạn sẽ phân tích quá trình thay đổi hành vi theo 5 bước và khía cạnh góc độ của hai đối tượng, một là người làm giáo dục sức khỏe, hai là cái người thay đổi hành vi, được không ạ? Các bạn có câu hỏi nào không? Lớp rồi, nếu không có câu hỏi gì thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta thảo luận nhóm nha. Thời gian thảo luận nhóm của các bạn là 1 tiếng 30 phút, 1 tiếng 30 phút, và các bạn nộp bài ở trên khóa học Elenin, được không? Khóa học Elenin. Và khi các bạn làm xong, các bạn không có về nha, không có thoát nha, các bạn quay lại phòng họp này để cô xem coi các bạn có nộp bài hay là chưa, kiểm tra các bạn nộp bài hay chưa, và trong quá trình đó có khó khăn gì hay không, hay là chưa gửi được như thế nào đó để cô giải quyết dạ các lỗi của bạn. Bây giờ các bạn cứ làm bình thường, bạn nào nhóm nào làm xong thì cứ gửi trực tiếp nội dung cái đó lên, cái file đó lên trên khóa học Elenin, và cử một bạn đại diện nộp